Yêu lắm và cún thương hiệu lâu đời, hơn 80 năm đến từ Nhật Bản. Nghiên cứu và cún công trình khoa học, cả thế giới tin yêu 40 triệu trái mỗi ngày. Trẻ con vẫn mê đắm, người lớn cũng yêu lắm, đường ruột và sức đầy kháng yên tâm. Nhà ta vẫn như thế, tuần nào cũng như thế, để mọi ngày khỏe mạnh cùng Yakult. Mỗi ngày Yakult, mỗi ngày khỏe mạnh.